Vâng, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Dũng Nội Địa Nhật HI nhé. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với anh em là các cái dòng ad chống giật, là cóc chống giật nhé. Đây là một chiếc chống giật 50A có dòng giò là 15mAh. Thì cái này là đây là đang nằm trong hộp nhé. Hộp này hộp là cỏ Việt Nam, không phải là hộp cỏ Nhật nhé. Thì cái này là nó vừa với hộp Việt Nam mình thôi. Đây, đặt sau đây. Đó. Đấy. Thì nó vừa với cái hộp Việt Nam mình nhé. Thì hôm nay sẽ giới thiệu với anh em một cái dòng ad hiện tại mình đã có để chuyên về các dòng ad cóc. Đấy, thì những cái con ad cóc đây. Đây là những cái con ad cóc của Mitsubishi 30A, dòng giò 15mAh. Có rất nhiều loại nhé, hôm nay sẽ giới thiệu với anh em các loại. Thì đây là một cái của hãng Quikutu đó. 30A, dòng giò là 15mAh, rất nhạy nhé. Cái loại này là phù hợp với nắp bình nóng lạnh điều hòa. Và đặc biệt là nếu mà trong mỗi phòng mà nắp những cái ad cóc như này thì phòng ấy là sẽ rất an toàn. Đấy. Ở trong phòng có nắp những cái dòng giò 15mAh thế này thì nó rất an toàn nhé. Đó. Đây. Cái này thì mình không bóc dây bóng ở trong sẽ hơi khó nhìn một chút. Đây sẽ tí sẽ lấy một số cái bóc ra để cho anh em xem. Đây. Đây cũng là một cái cỏ thương hiệu Mitsubishi 30A dòng giò 15mAh. Đấy thì những cái ad như này mình bán với giá là 90.000 nhé. 15, 20 hoặc 30 đều có giá là 90.000. Vỏ này là bán 10k nhé. Cái vỏ này là 10k. Nếu mà anh em nào lấy cả vỏ cả hộp này thì nó là giá 100.000. Thì giá trên là chưa có bao gồm phí vận chuyển nhé. Mình chỉ bán tại cửa hàng thôi. Đó. Đây, tôi sẽ khó nhìn vào bóc ra luôn. Dễ nhìn. Đây. Đấy, dòng app rất chi là đẹp nhé. Chất lượng. Cái app này thì là có Latina. Đây. Những dòng này có màu xanh này, Quikutu này. Đấy. Rất nhiều loại nhé. Đây là một cái app màu xanh nữa. Thông số kỹ thuật là 30A dòng giò 15mi. Đó. Đây, đây là một cái app của hãng Latona 20A nhé. 20A. Đây. Đây có hãng Latona nhé. Đó, Latona. Đây, xin giới thiệu anh em là một cái dòng có thương hiệu Panasonic. Panasonic nhé. Đó. Panasonic. Đây. Ồ, cái của điện thoại mình bắt nét hơi kém. Đây, Panasonic đây. Rồi. Chuyển sang này một số cái dòng ad khác. Đây, rất nhiều nhé. Những dòng ad đây là dòng ad của Latona này. Latona này là 20A. 20A. Đó, 20A. Latona. Cái này có dòng giò 15mAh nhé. Có cả những cái dòng giò 35mAh nhé. 35mAh đây. Ví dụ cái này là 30A. Dòng giò là 35mAh. Dành cho những cái nhà nào có độ ẩm cao, thiết bị nó không được đảm bảo lắm thì sẽ sử dụng cái dòng giò cao hơn. Đó. Còn đây là một cái thương hiệu nữa. Đây là thương hiệu của Nhật.
này đọc nó là chữ gì đây, 30A, dòng dòng 15 mi đó, nhiều nhá, nói chung là nhiều thương hiệu khác nhau. 20A, 30mm. Còn đây, đây cái này là cái 20A, 15mm. Để mình bóc ra. Bóc ra cho dễ nhìn. Đây, bóc ra thấy đẹp chưa? Đó, bóc ra thì quá đẹp luôn. Đây, hãng Latona này, 20A. Đó, rất đẹp nhỉ. Ở đây hãng còn lại một số chiếc của hãng Kawamura nhé, 20A, dùng dòng này rất thích luôn. Đó, đây là của Mitsubishi nhé, Mitsubishi 30A, dòng dòng 15mm. Nói chung là nó có nhiều thương hiệu khác nhau lắm. Đấy, rất nhiều loại 15, 20, 30 là các hãng. Đây có một hãng nữa đây, hãng này là của hãng Nito nhé, Nito đó. Đấy, Nito đó, Lito có ít, rất hiếm. Lito Lito nhìn chỉ có vài cái đấy, còn đâu chủ yếu là có Mitsubishi, Latona, Panasonic. Đây là cái có Mitsubishi đây đó. Đó đấy, thì có các loại như vậy, thì anh em cần loại nào thì hãy liên hệ với mình nhé, mình có đủ số lượng để cung cấp cho anh em. Rồi. Đó, đủ số lượng cung cấp cho anh em nhé. Và anh em nào lấy cái hộp nhé, đây, cái hộp như này, đây, cái hộp như này, thì cũng liên hệ với mình nhé, thì mình sẽ gửi cả hộp luôn. Đó, thì cả áp lẫn hộp như này là 100.000 nhé. 100.000 một bộ cả áp lẫn hộp như này. Đó. Thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại là 0975 782 118. Xin chào tất cả anh em nhé.